Như vậy ở đây hai tần số liên tiếp là 30 và 50 thì ta cũng làm theo phương pháp ta lấy 50 chia cho 30 thì bằng 5/3. 5/3 là tỷ số của hai số lẻ liên tiếp. Tỷ số hai số lẻ liên tiếp thì điều này là chắc chắn chắc chắn là mà đầu nếu như đầu A cố định thì đầu B sẽ là tự do. Đầu A cố định thì đầu B tự do Và đầu A cố định đầu B tự do Thì Fmin Sẽ bằng nửa hiệu Hai tần số liên tiếp Tức là 50 trừ 30 chia 2 đấy Một đầu cố định đầu tự do Thì Fmin bằng nửa hiệu Nửa hiệu đây chính là bằng 10H Như vậy trường hợp này Nó đúng với là Một đầu cố định một đầu tự do Và tần số nhỏ nhất khi đó là 10H Như vậy ta chọn Phần B một đầu cố định một đầu tự do và tần số nhỏ nhất là nửa hiệu đặc biệt. như vậy cái bài toán này khi các em đọc mới học sinh mới học thì đọc những cái này rất khó chịu khó chịu nhưng mà nhân nhuyễn quen rồi thì các em phải chú ý ta cứ lấy tỷ số hai số nguyên liên tiếp nếu nó là hai tỷ số hai tần số liên tiếp nếu nó là hai số nguyên liên tiếp thì đó là một hai đầu cố định hoặc là hai đầu uh, tự do tức là hai đầu là hai nút hoặc hai đầu là bụng còn trường hợp nếu tỷ số đó là hai số lẻ liên tiếp thì chắc chắn một đầu cố định một đầu tự do à, mà một đầu cố định đầu tự do thì fmin bằng nửa hiệu còn hai đầu cố định thì fmin sẽ bằng hiệu và hai tần số liên tiếp đó là cái tính rất đơn giản